Hi, xin chào các bạn. Tôi muốn khoe với mọi người là mình vừa mới nhận được một cái thiệp mời để tham dự Make It Happen event của hãng Maybelline New York vào ngày 21 tháng 3 sắp tới. Theo như cô biết thì đây sẽ là một buổi tiệc cực kỳ hoành tráng của hãng, bao gồm những cô gái trẻ muốn Make It Happen, có nghĩa là dám nghĩ, dám làm để đạt được ước mơ của mình. Và nghe đồn là sẽ có những gương mặt rất là trẻ, đầy tài năng và cực kỳ đình đám, ví dụ như là ca sĩ Tóc Tiên, Minh Tú, Mô Thủy vân vân, và trong đó có cả Gấu nữa. Cho nên là mình cảm thấy rất là vui. Mọi người có thể nhìn thấy đây là tấm thiệp của Maybelline, và ở bên trong là có được thiết kế 3D bằng giấy rất là đẹp. Và đi kèm với cái thiệp mời này thì bên Maybelline New York còn gửi tặng cho Gấu một cái makeup box bé bé như thế này, với một cái thử thách là phải tự sáng tạo một cái makeup look cho mình trong buổi tiệc ngày hôm đó. Thì chắc là Gấu sẽ chọn cho mình một cái makeup look thật là cá tính và thật là hiện đại. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra thử xem ở bên trong thì có cái gì nhé. Rất là nhiều món. Ok, mình cảm thấy khá là khó khăn. Mascara. Ở đây là cái gì ta? Chopping stick. Ok. Kẻ lông mày. Bên đây thì có má hồng. Có cả eyeliner nữa. Ok, có 6 màu son. Và thử thách của Gấu là chúng ta phải từ trong những cái sản phẩm này để tạo ra một cái makeup look. Gấu sẽ suy nghĩ về vấn đề chọn màu son và màu mắt trước, tại vì hai cái đó rất là quan trọng. Với cả ba hộp màu mắt như thế này thì mọi người nghĩ Gấu sẽ nên chọn màu nào? Màu này thì có vẻ nhìn rất là lady, rất là nhẹ nhàng, cho nên chắc là Gấu sẽ chọn cái màu rock nude này. Yes. Và đây là 6 cái son mà hãng Maybelline đã gửi cho Gấu. Và bây giờ là mình sẽ phải swatch son lên tay thử trước xem là màu nào phù hợp với lại makeup look mà mình sắp sử dụng. Đây là swatch của 6 cây son này, chắc chắn Gấu sẽ chọn màu đỏ, tại vì Gấu rất là thích màu đỏ. Mặt Gấu hiện tại thì đã dưỡng đầy đủ tất cả các bước rồi, cho nên là bây giờ Gấu sẽ sử dụng em Super BB Cushion Fresh Matte. Cái BB Cushion này có một cái thiết kế là màu xanh ngọc kết hợp với lại màu trắng sữa, nhìn rất là đẹp và dễ thương. Và nếu như mà những bạn nào mà sử dụng màu 21 ở những cushion khác thì các bạn có thể sử dụng em BB Cushion này với màu 02 là màu light, giống như là màu của Gấu. Đây cũng là lần đầu tiên mà Gấu sử dụng em cushion này. Em này lên mỏng. Độ che phủ của em này thì cũng không tệ. So với những em cushion khác của bên hàng thì BB cushion của Maybelline không có mùi hương. Hoặc nếu có thì là một mùi hương rất là nhẹ. Bông phấn cũng rất là mềm, mịn và dễ sử dụng. Và theo như Gấu thấy là khác với lại những cái cushion khác, BB cushion này cái finish của nó là dạng matte, lì hoàn toàn, nó cũng không có một chút bóng nhẹ nào cả. Gấu nghĩ đây là một cái sản phẩm rất là thích hợp cho những bạn nào mà có làn da dầu, những bạn mà hay đổ mồ hôi, tại vì cái sản phẩm này nó sẽ kìm dầu rất là tốt, cảm giác rất là khô thoáng và nó không bị bết dính. Gấu sẽ dùng cái bảng là Rock Nude. Thì cái bảng màu này nó có cả màu nhũ và cả màu lì. Nhưng mà Gấu sẽ sử dụng màu chính sẽ là màu xanh, màu vàng và màu đen có ánh nhũ, để cho trong mình thật là nổi bật và xinh đẹp trong ngày hôm đó. Through the highways.
till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Maybelline mà Gấu cũng rất là thích, đó chính là cái Master Chopping Stick. Và công đoạn cuối cùng của chúng ta sẽ là đánh son. Giới thiệu với các bạn, đây là dòng son mới của Maybelline New York có tên là Lip Tint Lolita. Nó có một kiểu dáng khá là đặc biệt, khác xa với những dòng son tiên trước mà Gấu thấy. Phần nắp là phần kim loại và phần thân là phần trong suốt, có thể nhìn thấy được màu son ở bên trong. Và cái cây son màu đỏ này của Gấu là số 12. Đầu cọ nó được thiết kế dễ đánh hơn những cái son khác, là mình có thể kéo nhẹ được những cái viền môi mà nó không có sợ bị lem. Và nó có một cái mùi thương của mùi dâu, Gấu thấy rất là thơm. Trong cây son này có 30% của nó là chứa nước, khác với những cây son tin khác là nó có chứa một ít cồn, cho nên là nó sẽ dễ bị bay hơi và môi của ta sẽ dễ bị khô. Nhưng mà khi mà Gấu đánh cây son này thì Gấu thấy là cái môi mình nó vẫn ẩm, nó có hơi một chút bóng nhẹ. Ok, mình cảm thấy nó khá là ưng. Thì chúng ta sẽ đến bước cuối cùng là làm tóc. Ta-da! Tức là đã xong rút của ngày hôm nay. Một số bạn sẽ rất là thắc mắc, sẽ hỏi là tại sao Gấu đã đánh mắt màu đậm mà dùng son màu đỏ cũng màu đậm luôn. Đây là cái style của Gấu theo phong cách của Mỹ. Các bạn blogger và các bạn makeup artist ở bên Mỹ thì người ta rất là hay sử dụng đánh mắt màu đậm và sau đó dùng son cũng màu đậm luôn. Và chúng ta hãy tạm thời quên đi những cái lý thuyết là khi mà đánh mắt đậm thì chúng ta sẽ nên dùng son màu nhạt, và ngược lại, khi mà chúng ta đánh như thế này thì chúng ta sẽ trông rất là cá tính và cực kỳ nổi bật trong một cái bữa tiệc nào đó. Rất là mừng khi mà mình đã hoàn thành xong được cái challenge này, và cảm nhận của mình là cũng không đến rất tệ. Nó cũng khác với thường ngày của mình, tại vì thường ngày á, Gấu rất là ít khi mà đánh mắt đậm như thế này. Gấu vẫn chỉ hay sử dụng những cái màu nhẹ nhàng hơn để đánh, nhưng mà vì hôm nay cái style là cá tính cho nên là mình sử dụng cái gam màu như thế này để mình sẽ đi tìm. Cảm ơn các bạn đã xem clip của ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn vào ngày 21 tháng 3, Gấu sẽ up thật là nhiều hình cho cái buổi event của ngày hôm đó. Tạm biệt. Had me fall into the ground.